Nga khoe hết các loại vũ khí tối tân tại triển lãm AMI 2018. Diễn đàn AMI 2018 khai mạc ngày 21 tháng 8 tại Trung tâm Hội nghị và Triển lãm Patriot ở thị trấn Kubinka. Trong các loại vũ khí khí tài mới được giới thiệu tại đây, đáng chú ý và giành được nhiều quan tâm nhất của giới quân sự phải kể đến máy bay chiến đấu Su-57, vũ khí siêu thanh Kinjal, xe tăng chiến đấu Armata cùng một loạt vũ khí mới khác. Trong ảnh là hệ thống phòng không tầm ngắn trình diễn bắn đạn thật. Nga cũng phô diễn tính năng của các loại vũ khí mới và không quân Nga sẽ có màn trình diễn trên không tại diễn đàn này. Ngoài ra, các hệ thống robot cũng được ra mắt trong khuôn khổ triển lãm. Tổng thống Nga Vladimir Putin khẳng định việc trưng bày các loại vũ khí này cho thấy tiềm năng trong lĩnh vực quân sự của Nga cũng như tiến bộ mới nhất trong lĩnh vực công nghiệp quốc phòng và khoa học của nước này. Trong ảnh là các loại xe bọc thép và xe quân sự Nga trình diễn tại AMI 2018. Việc trưng bày các loại vũ khí mới cũng giúp đặt nền tảng cho hợp tác quân sự giữa Nga và các nước trên thế giới. Trực thăng Mi-28, các loại súng trường tự động phiên bản mới, hệ thống phòng thủ tên lửa S-300, các loại súng trường tự động với khả năng sát thương lớn, hệ thống tên lửa phòng không Sona tại diễn đàn, một mẫu trực thăng cứu hộ mới, trực thăng tấn công Mi-28NE, hệ thống tên lửa ven biển Bali, hệ thống tên lửa tầm xa đa năng Comet-M, hệ thống Panzer-M trang bị trên các tàu hải quân. Lộ diện hạm đội giúp Nga thống trị Bắc Cực. Nga là quốc gia duy nhất trên thế giới sở hữu hạm đội có đủ khả năng thực hiện hải trình chạy xuyên vùng biển Bắc Cực. Tàu phá băng sử dụng động cơ nguyên tử đầu tiên trên thế giới được Liên Xô hạ thủy từ năm 1957. Con tàu này mang tên của lãnh tụ vĩ đại của nhân dân Liên Xô, Lenin. Tàu phá băng Lenin chính thức đi vào hoạt động từ năm 1959. Nhiệm vụ của tàu Lenin là vận chuyển hàng hóa từ Liên Xô tới vùng cực Bắc, nơi có các nhà khoa học và các trạm nghiên cứu của Liên Xô. Tới năm 1989, tàu phá băng Lenin chính thức ngừng hoạt động. Con tàu này hiện được trưng bày làm bảo tàng như một cách tôn vinh thành tựu vĩ đại của Liên Xô trong cuộc đua lên Bắc Cực. Trong ảnh là khoang điều khiển của tàu Lenin. Sau khi Lenin được hạ thủy và đưa vào sử dụng, phía Liên Xô đã đóng một loạt các tàu phá nguyên tử khác. Liên Xô trước đây và Nga ngày nay là quốc gia duy nhất trên thế giới nắm trong tay một hạm đội tàu phá băng nguyên tử. Trong ảnh là phòng tiệc bên trong tàu phá băng Lenin. Hạm đội này bao gồm 4 tàu phá băng nguyên tử và 4 tàu dịch vụ hậu cần. Trong ảnh là tàu phá băng nguyên tử Taimyr và trực thăng Mi-2 trên cực Bắc. Đội tàu phá băng nguyên tử này được vận hành bởi Rosatom Flot, một công ty con của Rosatom, tập đoàn năng lượng nguyên tử lớn nhất nước Nga hiện nay. Trong ảnh, tàu phá băng nguyên tử Vygotsk phía gần và tàu hậu cần Vilyusk phía xa. Ngày nay, nhiệm vụ của các tàu phá băng nguyên tử là thông tuyến hàng đối liền Thái Bình Dương qua Đại Tây Dương qua Bắc Cực cho tới Vịnh Phần Lan, giúp các tàu vận tải của Nga và các nước phương Tây có thể di chuyển xuyên châu lục một cách dễ dàng hơn. Ngoài ra, các tàu phá băng nguyên tử của Nga ngày nay còn phục vụ cả mục đích du lịch. Nổi bật nhất là tàu Yamal, được hạ thủy từ năm 1992, hiện nay thường xuyên làm nhiệm vụ chở khách du lịch tới ngoạn Bắc Cực. Tàu phá băng nguyên tử Yamal của Nga là loại tàu rất đặc biệt. Nó không thể chạy tới các vùng biển có nhiệt độ thông thường mà chỉ hoạt động được ở những vùng biển có nhiệt độ thấp, vì con tàu này dùng nước lạnh ngoài biển để làm mát lò phản ứng hạt nhân của mình. Yamal có thể mang theo tối đa một trực thăng và khoảng 50 hành khách cùng một vài xuồng cỡ nhỏ. Trên tàu có đầy đủ phòng ăn, thư viện, phòng khách, phòng hòa nhạc, thậm chí còn có cả bể bơi trong nhà và phòng gym. Tàu phá băng nguyên tử Yamal dường như đã được cải biên thành tàu du lịch chuyên phục vụ khách hàng đại gia. Tàu phá băng lớn nhất của Nga ngày nay và cũng là tàu phá băng lớn nhất thế giới có tên là 50 Lech Poberi, tạm dịch là 50 năm chiến thắng. Năm 2016, danh hiệu tàu phá băng lớn nhất thế giới của 50 Lech Poberi đã bị tàu LK-60 Ya xoán ngôi. Tuy nhiên, tàu LK-60 Ya mới chỉ được hạ thủy chứ chưa chính thức nhập biên chế. Nên về mặt lý thuyết, 50 Lech Poberi vẫn là tàu phá băng lớn nhất của thế giới trong khoảng 1-2 năm nữa. Tuần Dương pháo hạm cuối cùng chính thức nhận sở hữu. Quý vị và các bạn thân mến, ngày 26 tháng 9, Tuần Dương hạm Pap Amirante LCM-81 đã được làm lễ hạ cờ chấm dứt 64 năm phục vụ trong nhiều lực lượng hải quân trên thế giới. Tuần Dương hạm Pap Amirante Crow CLM-81 nguyên gốc là chiếc
HNLMS De Ruyter C-801 thuộc lớp The Seven Provincial, được hạ thủy ngày 5 tháng 9 năm 1939 và chính thức vào biên chế Hải quân Hà Lan ngày 18 tháng 11 năm 1953. Con tàu đã phục vụ trong Hải quân Hà Lan đến năm 1973 rồi bị loại biên. Nhưng ngay sau đó, nó lại được chuyển giao cho Hải quân Peru rồi đổi tên thành Almirante Crow nhằm tôn vinh người anh hùng dân tộc của quốc gia Nam Mỹ này, Đô đốc Miguel Crow Seminario, sinh năm 1834 và mất vào năm 1879. Tàu có chiều dài 187,32m, chiều rộng 17,25m, mớn nước 11,65m, lượng dạng nước tiêu chuẩn 9.681 tấn và lên tới 12.165 tấn khi mang đầy tải. Nó có thể đạt tới tốc độ tối đa 32 hải lý một giờ, tương đương 59 km một giờ. Tầm hoạt động là 6.900 hải lý, tương đương 12.800 km khi chạy ở tốc độ kinh tế là 12 hải lý một giờ, tương đương 22 km một giờ. Thủy thủ đoàn gồm 606 người, trong đó có 47 sĩ quan. Nguyên thủy, vũ khí mạnh nhất của tàu Tần Dương Pháp Almirante Crow COM81 là 8 khẩu pháo Bofors 152/53, cỡ đồng 152mm. Đây là loại pháo cổ thiết kế từ thời Thế chiến thứ 2, nên chỉ có tốc độ bắn 10 phát một phút, tầm bắn tối đa là 26 km. Do vậy, trong giai đoạn 1985-1988, con tàu đã trải qua quá trình nâng cấp lớn. Nó được tích hợp thêm các loại thiết bị điện tử hiện đại và radar thế hệ mới nhằm dẫn bắn cho tên lửa hành trình chống hạm tầm xa Automat MK2 do Italia sản xuất. Tên lửa có chiều dài 4,46m, sải cánh 400m, trọng lượng 770kg, mang theo đầu đạn 210kg. Tầm bắn trên 180km và tốc độ là 310m/giây. Năng lực phòng không của tàu trông chờ vào hai khẩu pháo bắn nhanh là Automelera 40L70 Dardo cỡ 40mm đồng đôi, có tốc độ bắn là 600-900 phát một phút, tùy thuộc chế độ. Tầm bắn hiệu quả là 4.000m, tối đa 8.700m, sơ tốc đạn là 1.000m/giây. Với việc Hải quân Peru cho tuần dương hạm Pháp Almirante Crow COM81 nhận sổ hưu, hiện nay trên thế giới không còn một chiếc tuần dương hạm pháo nào còn hoạt động. Kỷ nguyên của thế hệ tàu chiến đặc biệt này trên các đại dương đã chính thức được khép lại. Nếu như các bạn thấy những bản tin quân sự hay và hấp dẫn, thì hãy ủng hộ chúng tôi bằng cách ấn đăng ký theo dõi. Việc đăng ký trên hoàn toàn miễn phí. Video này hãy like và chia sẻ cho bạn bè của mình. Hãy cho chúng tôi biết suy nghĩ của bạn bằng cách comment ở bên dưới. Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã ủng hộ. Xin chào và hẹn gặp lại.